một sự kiện mà các bạn không nên bỏ qua vì các phần thưởng quá là xịn sò. Và sau đây sẽ là hướng dẫn để làm tất cả các nhiệm vụ của sự kiện nhật ký nghiên cứu rùng rợn của Dạ Mẫn. Đầu tiên là nhiệm vụ trở thành hồn ma, các bạn cần phải làm nhiệm vụ để đạt được mốc thứ hai nhận quà thì mới nhận được lồng đèn ma và hoàn thành nhiệm vụ này nha. Tiếp theo các bạn chỉ cần chơi trò chơi virus thay ma 5 lần là sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ nữa nè. Sau đó các bạn cần bắt 15 hồn ma nhỏ. Những hồn ma này sẽ xuất hiện cả vào buổi sáng và buổi tối ở khu Laza, khu trung tâm và khu camping nha. Hồn ma vàng và hồn ma trắng đều sẽ được tính số lượng như nhau, chỉ là nếu mà chúng ta bắt được hồn ma vàng thì chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều xu hơn. Tiếp theo là nhiệm vụ đặt đồ nội thất bị ma ám ở trong nhà, thì các bạn chỉ cần vào phần cửa hàng bí mật của Linh Thư và mua cái bảng đen được mình khoanh tròn ở trên video nha. Sau đó chúng ta về nhà đặt nội thất ra và sử dụng nó là được nè. Xong xuôi chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực trường học bị ma ám để làm nhiệm vụ của các NPC Đan Tâm, Duệ Mẫn, Linh Thư và Tiểu Quỷ nha. Đầu tiên khi vào trường học các bạn sẽ thấy một vài vật phẩm bay treo lơ lửng, ví dụ như là quyển sách, quả bóng hay là một chai thuốc gì đó, thì mọi người chỉ cần chụp hình món đồ đó là sẽ xong được một nhiệm vụ nha. Tiếp theo là nhiệm vụ truy tìm hồn ma đáng nghi. Mọi người chỉ cần đi vòng vòng ở trong khu vực trường học. Khi nào mọi người tìm được một hồn ma tóc dài và phát sáng như trong video thì các bạn chỉ cần bấm vào nút trò chuyện thì các bạn sẽ hoàn thành xong được nhiệm vụ đó nha. Tiếp theo sẽ là nhiệm vụ truy tìm dấu vết hồn ma. Nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản á mọi người. Mọi người cứ bình tĩnh đi tìm từng phòng ở trong trường học thôi. Cái dấu vết nó sẽ phát sáng lên, chúng ta sẽ rất là dễ tìm. Nhưng mà trên đường đi tìm các dấu vết thì mọi người nhớ né các hồn ma ra nha. Một nhiệm vụ tìm đồ vật tương tự nhưng mà cũng là nhiệm vụ khó nhất trong sự kiện lần này, đó là nhiệm vụ tìm nước thánh để thanh tẩy hồn ma độc ác. Bởi vì trong quá trình tìm đồ, chúng ta sẽ luôn bị rượt đuổi bởi một hồn ma độc ác. Nhưng mà các bạn đừng lo, mình đã có một giải pháp. Các bạn chỉ cần di chuyển liên tục và đi các đường vòng vòng á, thì con ma nó sẽ bị vướng các chướng ngại vật và đi chậm hơn một tí. Ngoài ra tôi thấy khi mà tụi mình bấm nhảy lên thì con ma nó sẽ khựng lại một tí. Các bạn sẽ có thời gian để bỏ chạy nè. Là nhiệm vụ thử thách lòng can đảm. Mọi người chỉ cần di chuyển theo dấu chỉ đường. Tại phòng âm nhạc thì các bạn di chuyển qua góc trái phía trên sẽ có một cây đàn màu đen. Mọi người chỉ cần đứng kế bên cây đàn đó, nó sẽ phát ra những nốt nhạc thì mình sẽ nhận được cái vị trí tiếp theo. Sau đó các bạn tiếp tục di chuyển đến khu vực toilet nam. Các bạn chỉ cần mở cửa của phòng vệ sinh cuối cùng trong góc để thấy được một khúc xương tai nhô lên từ bồn cầu là sẽ nhận được vị trí tiếp theo nha. Sau đó theo chỉ dẫn thì các bạn di chuyển đến khu vực phòng lab. Các bạn chỉ cần bấm vào cái lọ này 2 lần hoặc là bấm xả nước trong bồn rửa tay là sẽ xong nhiệm vụ nha. Đối với nhiệm vụ học 3 tiết ở trường học, các bạn chỉ cần di chuyển vào hố tím này để di chuyển khu vực trường học bình thường nha. Sau đó chúng ta học 3 tiết học là sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ nói chuyện với các hồn ma thì tương tự các bạn cũng sẽ đi theo chỉ dẫn. Trò chuyện xong với các hồn ma thì chúng ta sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ trở thành bạn bè với Linh Thư, các bạn sẽ phải trả lời 3 câu hỏi. Các bạn chỉ cần chọn màu da trắng, đồng tử đen và áo màu trắng là được nha. Xong xuôi các bạn đừng quên NPC Tiểu Quỷ. Ở NPC này thường sẽ yêu cầu chúng ta mang đến cho Tiểu Quỷ một món đồ ăn nào đó, là bánh mì hot dog hoặc là trứng chiên. Chúng ta chỉ cần mang đồ ăn đến cho Tiểu Quỷ là có thể vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Và đừng quên sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong khu vực trong trường học thì hãy quay trở lại gặp Nan Tâm để làm nhiệm vụ tiếp theo nha. Nhiệm vụ này thì tôi thấy mọi người nên làm vào buổi tối nó sẽ hợp lý hơn, tại vì các món đồ nó sẽ phát sáng đó mọi người. Ở đây tôi đã nhận nhiệm vụ này vào buổi sáng cho nên là tôi chạy gần 10 vòng mới có thể tìm hết được tất cả các vật phẩm. À mà còn cái này nữa mọi người đừng quên nha. Các xu hồn ma mọi người nhớ vào trong cửa hàng bí mật của Linh Thư để mua đồ nè. Khi mà mua đủ các mốc nhất định thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần thưởng ở trong đó nữa đó nha. Vậy là đã xong hết rồi đó. Nếu mọi người còn thắc mắc gì thì mọi người nhớ bấm thả tim và để lại bình luận bên dưới cho Son với nha. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. See ya.